tầm từng tục này không gián đoạn cho đến khi chứng tắc trí nhất thiết trí như bình chứa dầu bơ lâu ngày như vậy hơi dầu thấm nhuần khắp bình không nhiễm mùi của hơi khác bám vào đại bồ tát cũng vậy khởi tâm tương ứng với trí nhất thiết trí tâm không bị cảnh khác xen tạp do không xen tạp nên bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa huân tập viên mãn các quần ma ác muốn dình tìm lỗi chắc chắn không thể được vì sao mãn từ từ vì nếu đối cảnh đây mà ma dình tìm lỗi thì các bồ tát liền khởi tâm tương ứng với trí nhất thiết trí do đó ác ma chẳng làm gì được bồ tát cũng vậy từng giờ từng giờ ở lâu trong sanh tử tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa từng lúc từng lúc dần dần phụng thờ nhiều vị phật và các đệ tử từng giờ từng giờ dần dần phụng thờ nhiều vị phật và các đệ tử từng lúc từng lúc nghe thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa từng giờ từng giờ nghe thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa từng lúc từng lúc siêng năng tinh tấn suy nghĩ đúng lý sự thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa từng giờ từng giờ siêng năng tinh tấn suy nghĩ đúng lý sự thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa từng lúc từng lúc siêng năng tinh tấn tu tập không điên đảo về sự thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa từng giờ từng giờ siêng năng tinh tấn tu tập không điên đảo về sự thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa từng lúc từng lúc từng tục nơi tâm bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa dần dần được viên mãn